Xin chào tiến sĩ Nguyễn Quang Hà. Chào anh Cảnh. Đầu năm 2018 này, nhà nước Cộng sản đã đưa ra xét xử một vụ án người ta gọi là điển hình của vấn đề trừng trị những kẻ tham nhũng và cố ý làm trái. Lần đầu tiên một người cựu ủy viên Bộ Chính trị đã đứng trước vòng lao lý và nhận một bản án 13 năm tù về cái tội là cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn cho đất nước. Bên cạnh đó thì cuối năm 2017 và trước đó nữa, nhiều nhà hoạt động cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, họ chưa hề gây một tác hại nào nặng nề về kinh tế hay về tổn thất về mặt nào đó về an ninh quốc gia cả, nhưng họ đã chịu những bản án rất nặng nề. Chứ Trần Huỳnh Chí Thức có bản án tới 17 năm, ông Ngô Hào tới 14 năm, và gần đây nhất là Nguyễn Ngọc Thư Quỳnh mẹ đấm 10 năm, rồi Trần Thị Nga 9 năm. Ông có bình luận gì về những bản án như vậy ạ? Đầu tiên tôi phải nói rằng tuyên truyền của nhà nước Cộng sản đã rất là hữu hiệu. Đến như anh ở nước ngoài mà anh cũng coi rằng cái vụ án xử ông Trịnh Xuân Thanh, ông Đinh La Thăng là vụ án tham nhũng, làm trái quy định kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, thì họ đã rất là thành công trong cái việc mà làm cho người nghe, làm cho dư luận lạc đường. Tôi phải nói ngay, nếu mà chỉ xét theo cái cáo trạng mà Viện Kiểm sát đưa ra đối với vụ án này, không mở rộng ra bất kể một cái sự vụ nào khác, thì những cái người bị cáo này đều là vô tội và phải được phóng thích tự do ngay sau phiên tòa. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một vụ án chính trị đội lốt vụ án hình sự kinh tế, cho nên là chúng ta không thể so sánh được với các vụ án chống lại những nhà yêu nước, những nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ Việt Nam. Bởi vì so sánh như thế chẳng khác gì so sánh bầy sư tử với bầy chuột chũi, cho nên là không thể so sánh được. Thưa ông bình luận thế nào về giữa cái bức án như vậy ạ? Những cái bức án như vậy, như tôi đã nói, là không thể so sánh được. Cái thứ nhất là nếu mà người ta xử đúng là tội tham nhũng thật, mà không phải là chính trị, mà cũng không phải là với hai hoặc hai chục ông này, mà với rất nhiều năm khác, nhiều ông khác, bà khác, mà họ cũng chỉ đưa ra cái bản án khoảng như vừa rồi, thì lúc đó mới có thể bảo rằng cái này là quá nhẹ so với những bản án kia. Nhưng mà tôi nghĩ là tất cả cái sự so sánh như thế là không thể so sánh được, bởi vì hai cái phạm trù, hai phạm trù khác nhau, không thể so sánh sư tử và chuột chù được. Nhưng có một điều có thể so sánh được, đó là cái thái độ của những người yêu nước đứng trước phiên tòa xét xử về tội gọi là xâm phạm an ninh quốc gia, và thái độ của những người đứng trước những phiên tòa xét xử gọi là tội án về tham nhũng kinh tế mà ông nói rằng đấy là mang màu sắc chính trị, đều có cái khác nhau. Ông bình luận gì về cái sự khác nhau đó ạ? Cái đấy so sánh như thế thì là rất là tốt, rất là đúng.
bởi vì nó là cùng loại với nhau, là chỉ có mặt thái độ trước tòa thôi. Thì chúng ta cũng thấy là sự khác biệt giữa sư tử và chuột chù nó hiện ra một cách rất là rõ rệt. Một bên những quan chức chuyên môn đi hoành hoẹ người dân đứng trước tòa, bây giờ chưa nói đến là chính đáng hay không chính đáng, thì họ đều run sợ, họ đều khóc lóc, họ đều van xin. Còn những nhà yêu nước đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ thì họ biết rằng họ hoàn toàn đúng, họ có chính nghĩa, cho nên là thái độ của họ là rất hiên ngang trước tòa, không hề sợ hãi, không thèm van xin, không rất là hiên ngang. Nhìn hình ảnh của cụ Nguyễn Văn Bốn trước tòa, nhìn hình ảnh của Trần Minh Di Thức, của chị Nga, của mẹ Nấm, thì chúng ta thấy cái sự khác biệt rất là rõ rệt. Là một nhà hoạt động nhân quyền trong nhiều năm, ông đã từng cũng chứng kiến rất nhiều những cái vụ án để xử sự đối với các nhà đấu tranh cho nhân quyền dân chủ. Vậy thì theo ông, sắp tới đây những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền sẽ phải làm gì để cho ngày càng chứng tỏ cái sức mạnh của nhân dân sẽ chiến thắng được những cái kẻ mà tà quyền? Cái quan trọng nhất là sự thật, cái quan trọng nhất là chân lý. Thì đối với các nhà yêu nước đó, họ có cái đó. Và cái sự thật, cái chân lý mạnh gấp ngàn lần các đội quân được vũ khí đến tận răng. Cho nên là họ hiên ngang là phải, và như vậy là không có gì phải so sánh với bầy chuột chúi. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Hạ.